Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi tạp chí Văn hóa và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong tạp chí hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong mục Muôn mặt đời sống là loạt phóng sự bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Mục Chuyện làng quê mời quý vị cùng đón xuân trên các làng hoa cây cảnh ở huyện Văn Giang. Cuối chương trình, mục Nét đẹp xứ Nhãn xin giới thiệu tới quý vị người nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên ở huyện Khoái Châu, miệt mài gìn giữ nghệ thuật chèo. Trước những thách thức của quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của mỗi địa phương, dân tộc có vai trò quan trọng trong phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Trong mục Muôn mặt đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ nói về vấn đề này tại Hưng Yên. Thưa quý vị, Hưng Yên là địa phương có nhiều di tích. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị của di tích sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa và giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Ghi nhận tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Đền Vương, hay còn được gọi là đền Kế Lạc Cổ, tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, thờ vua Ngô Quyền là di tích xếp hạng cấp tỉnh. Ngôi đền cổ được xây dựng từ thời vua Ngô Quyền đánh quân Nam Hán xâm lược trên sông Bạch Đằng. Trong kháng chiến, ngôi đền cũ đã bị giặc phá hủy hoàn toàn, nhưng những hình ảnh về ngôi đền vẫn được người dân lưu giữ để sau này sẽ phục dựng lại. Xa xưa kia đây là ba mẫu, có cả một là rừng, là tre này, nứa này, rồi cây tầm cưới này, phía đằng trước là cửa đền đấy là cây gạo. Kiến trúc ngôi đền cũ bị phá hủy hoàn toàn. Đến năm 1989, chính quyền và nhân dân địa phương đã phục dựng lại ngôi đền. Dù không được bề thế do điều kiện kinh tế, nhưng từ đó đến nay, ngôi đền đã trở thành trung tâm tín ngưỡng trong vùng. Vua Ngô Quyền nhận được cái linh ứng của vị thần hoàng bản thổ tại cái vị trí đại bản doanh này. Và sau khi vua Ngô Quyền giành được cái chiến thắng năm 938 thì quay lại đây để lập cái miếu thờ. Và sau khi vua Ngô Quyền mất đi thì nhân dân tưởng nhớ công lao của vua Ngô Quyền và gia thất cũng như là cái triều đại đó, thì nhân dân trong cái vùng tổng dị này đã lập ngôi đền để thờ vua Ngô Quyền và toàn bộ gia thất cũng như là quân sĩ. Còn đây là quy hoạch tổng thể đền Vương. Từ cuối năm 2019, hạng mục chính trong di tích đền Vương được khởi công xây dựng từ nguồn kinh phí của tỉnh. Nhân dân địa phương đã xã hội hóa gần 1 tỷ đồng đầu tư các đồ thờ tự của đền chính. Theo quy hoạch, đến năm 2026, đền Vương sẽ được phục dựng lại có kiến trúc giống như ngôi đền cổ. Ngôi đền thờ Đức Vua Ngô Quyền là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh của cán bộ, nhân dân và quý khách thập phương trên địa bàn thị trấn. Đây cũng là một cái giáo dục truyền thống, uống nước nhớ nguồn và ngài có công dẹp giặc để giáo dục đến các thế hệ trẻ cũng như là cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị trấn. Điệu múa Con Đĩ Đánh Bồng ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời, song cũng đã trải qua gần 20 năm bị lãng quên. Vài năm trở lại đây, điệu múa này đã được những người trẻ say mê, phục hồi và lưu giữ lại những nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Đây là điệu múa Con Đĩ Đánh Bồng xuất hiện lại trong lễ hội Trừ Đồng Tử Tiên Dung ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu từ năm 2017. Điệu múa là một trong những nét văn hóa đặc sắc được người dân háo hức chờ đón mỗi dịp lễ hội. Lịch sử điệu múa bồng ở xã Dạ Trạch của mình thì có từ rất lâu rồi. Từ thời vua Triệu Việt Vương khi mà đi đánh trận về thì cảm thấy binh lính rất là mệt. Thế ông mới nghĩ ra một cách là giao cho một vị tướng làm sao để cho quân lính vui. Thì vị tướng này mới nghĩ ra một cái điệu múa là tìm những người thanh niên có khuôn mặt khả ái, trắng trẻo, sau đó giả nữ để múa và trêu chọc để mua vui cho quân lính. Con đĩ đánh bồng thì nó là do là những người đàn ông giả dạng lên thì có thể gọi lái đi và người ta dùng cái phép ẩn dụ con đĩ để mua vui. Là những người nam giới được giả cải trang thành thế thì người ta gọi là con đĩ đánh bồng. Điệu múa Con Đĩ Đánh Bồng đã rơi vào quên lãng gần 20 năm. Đến năm 2017, những người trẻ ở xã Dạ Trạch đã tìm hiểu từ các cụ trong đội múa năm xưa cùng những ký ức khi còn nhỏ về hội làng để phục dựng lại điệu múa Con Đĩ Đánh Bồng. Đến nay, đội múa đã có hơn 10 thành viên. Thứ nhất là cũng lưu giữ lại bản sắc dân tộc của mình. Từ thời Triệu Việt Vương đã đánh đuổi quân xâm lược cũng làm lấy điệu múa để mua vui cho các binh sĩ. Muốn truyền đến thế hệ trẻ là phải tích cực tham gia vận động để bảo vệ Tổ quốc, yêu Tổ quốc hơn nữa. Điệu múa Con Đĩ Đánh Bồng được phục dựng, gìn giữ và phát huy giá trị trong đời sống hiện đại. Cùng với các di tích tại địa phương, điệu múa có nguồn gốc lâu đời, còn mang những giá trị giáo dục to lớn tới thế hệ trẻ hôm nay. Nó gắn liền với truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông.
xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, dù không phải là mảnh đất có truyền thống về hát chống quân, nhưng bằng tình yêu và mong muốn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc, từ 4 năm trước, câu lạc bộ chống quân xã Bảo Khê được thành lập và hoạt động rất sôi nổi. Hát chống quân ở đây ngày càng được lan tỏa rộng rãi, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đình làng Tiền Thắng xã Bảo Khê, mỗi buổi tối là nơi câu lạc bộ chống quân xã Bảo Khê sinh hoạt. Người cao tuổi nhất năm nay 79 tuổi, nhưng tình yêu với chống quân của bà vẫn luôn cháy bỏng. Tôi yêu chống quân lắm cho nên là tôi mới đi học xong là tôi lại tập đánh trống. Tối nào tôi cũng đi tập là vui, mà khỏe người. Tôi mong muốn là cái di sản này thì được lưu giữ mãi mãi. Năm 2018, lớp học hát chống quân của ngành văn hóa tổ chức tại xã Bảo Khê. Lần đầu tiên biết tới hát chống quân, những học viên ở đây đã yêu thích nghệ thuật này và gắn bó với chống quân đến giờ. Được trường văn hóa nghệ thuật của Hưng Yên đến dạy trực tiếp. Đến bây giờ thì đối với nhạc công chúng tôi là nói chung về cái hát chống quân là chúng tôi cũng tương đối là thành thục. Câu lạc bộ chống quân xã Bảo Khê hiện có hơn 20 thành viên ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ngoài những bài hát chống quân được sưu tầm, câu lạc bộ còn tự sáng tác và biểu diễn được nhiều bài hát về quê hương mình. Câu lạc bộ cũng tham gia nhiều cuộc thi liên hoan văn hóa nghệ thuật do các cấp các ngành tổ chức và đạt nhiều giải cao. Điều đó cho thấy những nỗ lực trong việc gìn giữ nghệ thuật hát chống quân của câu lạc bộ. Anh chị em rất là đam mê cái làn điệu hát chống quân này. Thì hát thì nói chung là nó dí dỏm, nó vui và nó có một cái tình tứ của đôi nam nữ. Thế cho nên là tất cả là trẻ già là bây giờ là chúng tôi lại truyền lại cho các cái thế hệ trẻ. Cho nên là tối nào cũng ra đây để dạy các thế hệ trẻ để hát cái làn điệu chống quân để gìn giữ cái bản sắc của dân tộc. Chúng tôi cũng tạo điều kiện về cơ sở vật chất, về cái điều kiện tự nhiên cũng như là cái nơi để sinh hoạt. Thế rồi trong các cái chương trình văn hóa của thôn, của xã thì chúng tôi cũng mời các câu lạc bộ, các bà, các bác ấy là biểu diễn các cái tiết mục truyền thống, tập luyện hàng tối ở đây. Thì đấy cũng là những cái phong trào mà thu hút được cái đông đảo, cái lực lượng các cụ cao tuổi này, sau đó đến trung tuổi là tham gia cái câu lạc bộ này. Vào dịp hội làng và đêm 30 Tết, tiếng hát chống quân lại được cất lên giữa đỉnh làng, đã trở thành một nét văn hóa độc đáo của xã Bảo Khê. Điều đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của nghệ thuật hát chống quân Hưng Yên. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến gần. Nếu có dịp ghé qua mảnh đất Văn Giang thời điểm này, chúng ta sẽ cảm nhận rõ nét nhất không khí sôi động của làng nghề truyền thống, một trong những vựa hoa lớn nhất miền Bắc. Những cánh đồng hoa, cây cảnh tấp nập người mua kẻ bán, báo hiệu một mùa xuân tươi mới, đủ đầy hơn của những người nông dân nơi đây. Năm nào cũng vậy, cứ đến những ngày giáp Tết, cụ ông Phan Ninh, 85 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, lại cùng với hội hưu trí của mình về làng hoa Xuân Quan để chọn mua những chậu hoa đẹp trưng Tết. Chúng tôi rồi là những giáo viên nghỉ hưu rồi, thế đi tham quan các cây cảnh, chỉ có những khu vực như này là có những cây cảnh đẹp nhất. Còn với những chủ vườn, ai nấy cũng đều phấn khởi với một mùa hoa rực rỡ, du khách đến tham quan, mua hàng đông đúc sau 2 năm dịch bệnh. Ngoài cái việc mà bọn em xuất buôn tại nhà vườn cho các thương lái thì bọn em cũng tận dụng những công nghệ thời buổi 4.0 để bán hàng online vào những dịp như cuối tuần, thứ bảy chủ nhật ấy, khách đến rất là đông và mua hàng cũng rất là nhiều ạ. Thiên thời địa lợi nhân hòa là không mưa và thời tiết rất là đẹp, cảm thấy vui và cảm ơn tất cả quý khách gần xa đã đến làng nghề chúng tôi tiêu thụ lượng hàng cho bà con chúng tôi để lấy động lực sang năm chúng tôi để sản xuất tiếp. Hiện toàn xã Xuân Quan có gần 200 hecta diện tích trồng hoa cây cảnh, cùng với khoảng 70 hecta được người dân thuê đất tại một số địa phương lân cận. Với giá trị kinh tế tăng gấp nhiều lần so với trước, các loại hoa cây cảnh được trồng chủ yếu ở Xuân Quan bao gồm hoa truyền thống, hồng, cúc, hoa chất lượng cao, ly, địa lan, hoa giỏ treo, dã yến thảo, cát tường. Chúng tôi cũng rất là may mắn, đó là gần với các cái trung tâm nghiên cứu về hoa cây cảnh. Chúng tôi cũng giao cho hội nông dân tập thể tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao cái khoa học kỹ thuật liên kết với các cái công ty đơn vị cung cấp hạt giống đạt chuẩn, do vậy mà cái chất lượng sản phẩm hoa của Xuân Quan rất là tốt. Còn tại làng nghề hoa cây cảnh xã Liên Nghĩa thì không khí mua bán cũng nhộn nhịp không kém. Là một trong những hộ trồng cây cảnh tiêu biểu của xã với nhiều sáng tạo cây cảnh độc lạ, ngoài quyết lục bình khổng lồ, ông Nguyễn Văn Thạnh còn tạo những mẫu cây hot trend như quyết hình trái tim khổng lồ và quyết hình chiếc cúp vô địch, mức giá cũng rất phong phú,
từ vài triệu đồng lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong 3 ngày Tết thì chỉ mang hình thức trang trí và nó có mẫu mã là nó khác lạ. Và nếu như quà đỏ là người chơi là người ta thích. Làng nghề này là mình thấy là rất là đẹp. Nhất ở cái vùng này thì kiểu có chắc anh này nó làm cái cây độc như thế này. Thế nên là cũng nhiều người rất biết đến. Tuyên truyền với nhân dân là linh hoạt trong vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Cái thứ hai là quảng bá trên mạng xã hội, rồi là các báo, đài, truyền hình để quảng bá sản phẩm của người dân. Huyện Văn Giang hiện có trên 1.300 hectare trồng hoa cây cảnh các loại, với 5 địa phương được công nhận làng nghề là Xuân Quan, Phùng Công, Liên Nghĩa, Thắng Lợi và Mễ Sở. Một mùa xuân mới lại về, và những người nông dân với sự tài hoa, sáng tạo của mình đã khiến cho mảnh đất này ngày càng phát triển, mang đến cuộc sống sung túc, thịnh vượng, yên vui. Thưa quý vị, trong số 16 cá nhân của tỉnh Hưng Yên vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, ông Đỗ Văn Lên ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu là điển hình trong gìn giữ, phát huy và lan tỏa nghệ thuật chèo truyền thống tại địa phương mình. Ai về thăm huyện Khoái Châu, ghé thăm Lạc Thủy, nghe câu hát chèo. Từ cái năm tôi 14 tuổi, tức là vào năm 1960, thì nhân có cái đoàn chèo hai trung ương ta về biểu diễn, tôi thích quá. Thế là về là tôi mới mua một cái sáo, thế là tôi hát theo và tôi đưa vào sáo. Thế thì trong những cái năm ấy thì là xã cũng là thành lập một cái đội văn nghệ, thì tôi cũng xung phong vào. Lúc đấy tôi vào thì là tôi trẻ tuổi nhất. Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên, sinh năm 1946. Ông Lên không có giọng hát trời phú, song ông có tài sáng tác và chơi được các nhạc cụ truyền thống của nghệ thuật chèo. Nhờ nắm vững các điệu chèo cổ, cho nên lão nông này đã sáng tác được gần 100 bài hát chèo lời mới và các tiểu phẩm hoạt cảnh chèo, nội dung ca ngợi quê hương đổi mới, nếp sống văn hóa văn minh tại khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới. Đỗ Văn Lên đã sáng tác những bài ca về tiếng hát để ca ngợi quê hương Đông Kết và của huyện Khoái Châu cũng như tỉnh Hưng Yên, và mang lời ca tiếng hát để tuyên truyền giáo dục mọi chủ trương chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như của quy chế của địa phương. Nặng lòng với nghệ thuật chèo, mong muốn nhiều người biết và yêu thích chèo. Năm 1999, nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lên đứng ra thành lập câu lạc bộ văn nghệ thôn Lạc Thủy. Từ năm 2005, đổi tên thành Chiếu Chèo Làng Văn hóa Lạc Thủy, quy tụ 20 thành viên có năng khiếu và đam mê nghệ thuật chèo. Với vai trò là chủ nhiệm, ông Lên đã truyền đam mê chèo cho các thành viên trong câu lạc bộ. Người nghệ sĩ nông dân đa tài này vừa sáng tác, vừa trực tiếp truyền dạy, hướng dẫn cách diễn chèo, đồng thời là một nhạc công giỏi. Chiếu chèo thôn Lạc Thủy đã tạo được dấu ấn đậm nét với các bài hát chèo, hoạt cảnh chèo do chính ông Lên sáng tác và dàn dựng, giành được nhiều thành tích cao trong các hội diễn văn nghệ. Từ cái sự nhiệt tình và cái lòng đam mê của bác ấy đã truyền sang cho chúng tôi là những cái lớp diễn viên được bác truyền dạy, cho nên là đã dựng được những ca cảnh chèo và đã dựng được những bài hát, những bài múa ca ngợi quê hương làng xóm rất là hay. Hơn 50 năm miệt mài gìn giữ, truyền dạy nghệ thuật chèo, ông Đỗ Văn Lên được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen vì góp phần xây dựng và phát triển ngành văn hóa, được tặng huy chương chiến sĩ văn hóa cùng nhiều giải thưởng của các sở, ban ngành trao tặng. Đặc biệt, danh hiệu vinh dự nhà nước nghệ nhân ưu tú là phần thưởng cao quý ghi nhận những công hiến xuất sắc của ông Đỗ Văn Lên trong gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Không ngại gì cái tuổi già sức yếu để vẫn tiếp tục, tức là đi truyền dạy một cái nghệ thuật chèo. Nó là một cái tức là văn hóa phi vật thể mà như vậy là toàn dân đã gìn giữ bao nhiêu năm nay. Chúng tôi muốn để truyền lại cho cả thế hệ mai sau nữa để mà bảo tồn được cái văn hóa quý giá này của quê hương cũng như của dân tộc. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại tạp chí Văn hóa và Đời sống số này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.